Mới đây, trình bày tờ trình tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 14 tháng 7 vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng có nhiều hoạt động nghệ thuật biểu diễn ảnh hưởng tới người phụ nữ, mà đơn cử là việc gọi phụ nữ là chân dài. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho hay, dự thảo nghị định quy định hoạt động nghệ thuật biểu diễn quy định điều kiện về nội dung hoạt động nghệ thuật biểu diễn, làm cơ sở quản lý chặt chẽ hơn, theo hình thức hậu kiểm quy định về nguyên tắc hoạt động nghệ thuật biểu diễn điều 3. Theo đó, tất cả các sản phẩm nghệ thuật biểu diễn có nội dung chống nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, gây thiệt hại tới quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức cá nhân, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và vi phạm các quy định của pháp luật sẽ không được lưu hành, biểu diễn dưới tất cả các hình thức khác nhau. Theo ông Hiển, có nhiều hoạt động biểu diễn cần phải được quy định chặt chẽ, coi đây như những điều cấm, ai vi phạm phải có chế tài xử lý. Một ví dụ, theo ông Hiển, có nhiều hoạt động ảnh hưởng đến hình ảnh của người phụ nữ. Nói về người phụ nữ tại sao phải cứ nói là chân dài, mà phụ nữ cũng không có phản ứng gì cả. Phải thấy xúc phạm chứ. Ông Hiển nêu quan điểm. Ông Lưu cũng cho rằng, dự thảo nghị định chuyển từ quan điểm phê duyệt, thẩm định sang kiểm tra, xử phạt theo hướng hậu kiểm nghe rất tân tiến, rất hay, vì bỏ được thủ tục hành chính, nhưng hoạt động nghệ thuật biểu diễn khác với các loại hình đầu tư kinh doanh khác, vì liên quan tới văn hóa tư tưởng rất nhạy cảm.